Chào cả nhà, ngày mới chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Cả nhà mình thấy bé Lượm không? Cả nhà bé Lượm đại ca đó, thấy thấy vậy tướng tá chút xíu vậy thôi, vậy tối ngày đi kiếm chuyện hết đứa này tới đứa kia, muốn quýnh đứa nào là quýnh đó. Giờ hai con đứng kình biết đó, cả nhà thấy không đó. Biết có hai đứa nó là kình suốt ngày luôn á, nhưng mà Lượm nó không có sợ đâu nha, nó thù dai lắm á, quýnh nó trúng một cái đi rồi nó cũng rượt, nó dí miết thôi. Tướng con kia to, con thì to vậy đó chứ bị con Lượm nó cũng quýnh hoài à, hai con kình suốt ngày luôn vậy đó. Để coi hai đứa nó quýnh chừng nào ngưng. Đứng hoài rình hoài vậy đó, họ điên có lên là tán tán xong rồi con ú nhiều bữa nó quýnh lật gọng luôn á, quýnh té, nhưng mà té làm cả lộn Lượm đứng lên nó gầm lại liền. Ghê lắm, thấy nhỏ xíu con vậy thôi chứ. Đúng là chị đại. Ở nhà đứa nào cũng bị nó đánh đó, nó đi ngang qua nó thấy cu ly là nó tán cu ly cái chạy. Quýnh cu đen chạy. Nói chung là nó quýnh hết trong nhà, đứa nào nó quýnh đó. Nó quýnh đứa nào cũng chạy lên mấy cái sàn. Còn lại con bị ú nó quýnh lén đó, ú nó quýnh lén á. Nó thấy Lượm, nó thấy Lượm đang gãi không có để ý quýnh lén. Ú này chơi sáo nè, quýnh lén Lượm nè. Thấy ú nó quýnh lén Lượm hơn cả nhà. Nhìn thấy không? Dám chơi quýnh lén nữa chứ. Nó sơ hở của bé Lượm á. Bé Lượm đang gãi. Quýnh bé Lượm không không chưa chưa có đỡ kịp. Ghê lắm. Ú cũng dữ. Nhà này chỉ có ú nó cũng hay đánh đứa này đứa kia, với lại Lượm hai đứa này, hai đứa đại ca với nhau đó, nó gặp nhau biết đó. Nói chung là Lượm nó quýnh bất cứ đứa nào, quýnh bơ chạy bắn khói, nó quýnh đứa nào, chỉ có một mình nó hợp với cu đe cu vàng không, nó ôm cu vàng nó chơi cũng giỡn, cỡ nào cũng giỡn, thấy ghê không? Nó sừng cồ lên giống trận đấu võ đài ghê. Vui ghê, tối ngày luôn, suốt để coi có chừng nào kết thúc. Rồi đi rồi, đi rồi, đánh đánh vô ghế ngồi rồi, đánh rồi. Rồi tiếp tục, nó kình ba, nó kình ba rồi, ba đi rồi, ba đi rồi. Giờ tiếp 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 lại tiếp với ngủ nói là không có hồi cái Lượm nó không có ngán đâu, miết vậy luôn cả nhà, cả ngày vậy đó, có mình ngồi đó ngồi chứ nó chơi nó quýnh rồi quýnh nó gầy à, nó sừng cồ tiếp đó mà nói mà hai đứa nó suốt ngày vậy luôn á, mình la rồi cũng vậy à đó. Giống như Lượm á, nó mỗi lần mà mình kêu á, Lượm ơi Lượm hỏi tới mình ôm trên người mình á, thấy thương lắm, mà vừa thả nó xuống một cái là chết, đứa nào đứng gần là đứa đó là bị đánh ngay lập tức, bất cứ ba đứa bốn đứa nào mà đứng gần đó là nó tán chạy không kịp, tán là chạy 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 chặn bắn khói luôn, từ cu đen cho tới cu vàng cu Lượm. Bữa nó đang tôi quýnh cu vàng cho nó nhìn, nó thấy cu vàng nó rút cái tay lại, ghê thiệt, không có sợ ai hết á, đúng là Lượm không có biết sợ đứa nào luôn á, quýnh đồ quýnh à đó, ngồi nó cần biết vậy đó cả ngày vậy đó cả nhà. Thôi mình cũng xin kết thúc video clip tại đây. Mong cả nhà coi ủng hộ kênh cho bé Nghi nha cả nhà ơi. Rồi, bye bye cả nhà mình.